Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Bỏ hết lòng đố kỵ và kiêu mạn. Bây giờ thiền thất bắt đầu, bao nhiêu những thứ gọi là đố kỵ, kiêu mạn, quý vị phải bỏ xuống hết. Bây giờ tôi khảo nghiệm thử xem quý vị có thực lòng buông bỏ các thứ đó hay không. Khảo bằng cách nào? Đầu tiên là đánh bằng hương bản. Bị đánh mà không biết đau thì cho là được, là đủ tư cách tham gia ban thiền thất mùa đông này. Thế nhưng không biết đau thì trơ trơ như cái bàn, không có chi giác, còn biết đau tức là không buông bỏ được. Vậy tại chỗ này chúng ta hãy tham xem làm cách nào đây. Bây giờ kẻ bị đánh không bỏ chạy mới là kẻ đại trượng phu. Đã là đại trượng phu thế tất phải có khí độ anh hùng, không sợ khốn khổ, không sợ gian nan, đầy tinh thần chịu đựng khắc khổ. Trong thời gian 98 ngày, không thối chuyển, từ đầu thông suốt tới cuối, phải có một niềm quyết tâm, coi chết nhẹ như không, như vậy mới thành công được. Trước khi vào thiền, tôi có bài kệ này. Đại địa xuân hồi, bách vật sinh, phấn toái hư không tự tại ông. Tòng thử bất lạc nhân ngã tướng, pháp giới tuy đại tận bao dung. Đại địa xuân hồi bách vật sinh, kỳ thiền thất này chính là khí tượng của mùa xuân về, trăm loài hân hoan nảy sinh tươi tốt, mọi người đều gặp cơ hội khai ngộ và ánh sáng tự tánh cùng xuất hiện. Phấn toái hư không tự tại ông, hư không vốn là vô hình, nếu quả hư không mà tan vụn thì hư không cũng không có nữa, tự tại ông lúc đó mới thật là đúng tư cách. Tòng thử bất lạc nhân ngã tướng, từ đó trở về sau sẽ chẳng còn vướng vào nhân tướng, chẳng vướng vào ngã tướng, nhân không, pháp cũng không, nhân pháp đều không, thế là tự tại, cũng không còn chấp ngã, chấp pháp, không chấp trước chính là giải thoát. Pháp giới tuy đại tận bao dung, tuy pháp giới là không bờ không bến, nhưng ta vẫn có thể ôm trọn pháp giới vào trong, nói cách khác, so với pháp giới ta còn to lớn hơn nữa. Thế mới là khả năng của kẻ đại trượng phu. Tự mình phải dụng công của mình. Công phu gì? Đó là tham câu, niệm Phật là ai? Hay tham, trước khi cha mẹ sinh ra thì bổn lai diện mục ta là cái gì? Hoặc câu, thế nào là chẳng thể không có? Nỗ lực dụng công nhất định sẽ có tin hay. Bây giờ, bắt đầu vào thất. Vào, vào, vào. Ha ha ha, 问什么的说呵。